Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Như thường lệ thì lời đầu tiên Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng đến toàn thể các quý vị và các bạn. Mình xin được kính chúc cho quý vị trong và ngoài nước luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Tiếp tục ngày hôm nay chúng tôi xin được cập nhật đến toàn thể mọi người những thông tin mới nhất liên quan tới đàn gà con cũng như anh Mạnh Quỳnh và ekip quản lý. Thưa quý vị, như ngày hôm qua chúng ta cũng đã biết, anh Mạnh Quỳnh cũng đã phát live stream và đã hát rất là nhiều những ca khúc mà khiến cho người ta cảm thấy rất là thích thú cũng như xót xa và xúc động khi nhìn thấy những cái bài hát mà anh Mạnh Quỳnh đã hát rất nhiều ca khúc, phải nói là cực kỳ hay và rất là buồn thưa mọi người. Thì ngày hôm nay mình cũng muốn cập nhật đến các quý vị một số cái thông tin, vì bé Tuyết Nhung cũng đã đăng tải những cái thông tin lên trang cá nhân của mình, thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật đến cho các quý vị chúng ta cùng biết, chúng ta cùng lắng nghe để chúng ta sẽ tiện theo dõi đàn gà con nha quý vị. Thì ngày hôm qua bé Tuyết Nhung cũng đăng tải những cái dòng trạng thái như sau: anh trai tôi ngày mai ra mắt MV mới Tết đẹp dáng son, dần dần hết trơn luôn nè, chúc cho anh Di MV, tức là chúc cho anh ra MV triệu view và thành công anh nhé. Thì đây là một cái MV rất là tuyệt vời của Juno thưa quý vị. Tuyết Nhung cũng đã nhận được một cái thiệp mời như sau: trân trọng kính mời ca sĩ Phạm Tuyết Nhung đến tham dự buổi lễ ra mắt MV Tết 2024 Tết đẹp dáng son, tức là vào 10 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 1 thưa quý vị. Thì là tức là ngày mùng 7 tháng 1 là ngày hôm qua, Tuyết Nhung cũng rất là vui mừng khi mà được mời đến và tại rạp 3, rạp chiếu phim CGV tầng 1, đó, tức là tầng B1, thì tại 772 Điện Biên Phủ, phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cái câu chuyện rất là vui khi mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải những thông tin lên trang cá nhân của mình là như vậy. Sau đó thì Tuyết Nhung cũng có đăng tải một số cái bức hình rất là đẹp thưa quý vị. Keo lì cùng với tức là hôm nay đã rất là cảm ơn Đăng Lê đảm nhiệm những bức ảnh thật là tuyệt vời. Hôm nay bé ra mắt MV Tết đẹp dáng son của anh Juno và chị Phan Như Thùy nè. Tuyết Nhung đã đăng tải những cái thông tin, những cái bức ảnh rất là tuyệt vời lên trang cá nhân của mình thưa quý vị, để mà cũng mong muốn làm sao các quý vị khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ cho các bé và ủng hộ cho tất cả mọi người, cho Juno hay là cho Thiên Ngân mọi người nhé. Và đó là những cái thông tin mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân của mình thưa các quý vị. Thì cũng mong sao được sự mến mộ ủng hộ của các quý vị lớn mạnh hơn nữa. Và tiếp tục thì bé Thiên Ngân, như các quý vị cũng đã biết, ngày hôm qua thì bé cũng đã đăng tải và cũng đã phát trực tiếp, cũng nói rất là nhiều, cũng được anh Juno chúc mừng anh Juno Huỳnh Đức Duy ngừ tành trên sân khấu nhé, chúc anh có một MV thật là rực rỡ, luôn được khán giả yêu mến và ủng hộ nhiệt tình nha, cả nhà ủng hộ MV của anh Duy nhé, mai bé hem tham gia được, vì bé không tham gia được vì đi giao lưu với mọi người ở chùa Hoàng Pháp, hẹn anh MV sau rực rỡ hơn nữa nhé. Thì bé Thiên Ngân cũng có đến tại chùa Hoàng Pháp để làm những cái công việc mà thật sự khiến cho chúng ta cảm thấy rất là xúc động. Thì đó là những cái thông tin mà bé Thiên Ngân cũng đã đăng tải. Và tiếp tục thì bé cũng đăng tải là quá nhiều sự dễ thương cho ngày hôm nay, cả nhà xem livestream thấy còn dễ thương hơn nhiều nữa, đúng không ạ? Hôm nay là một ngày rất là vui và học được rất là nhiều về Phật Pháp của bé. Cảm ơn thầy Tâm Hóa đã gieo duyên cho con ạ. Đó là những thông tin mà bé Thiên Ngân đã đăng tải lên cái trang cá nhân của mình thưa các quý vị. Thì tiếp tục những cái thông tin thì em lại cập nhật cho các quý vị biết một số những cái thông tin về Trường Sang. Thì gần đây Trường Sang cũng ít đăng tải những cái thông tin của mình lên trang cá nhân mọi người ạ. Và Trường Sang cũng được Juno mời đến để tham dự cái MV. Còn em Trường Sang cũng đã
đăng tải một cái clip rất là tuyệt vời giữa Tuyết Nhung và Trường Sang diễn trên sân khấu. Thì Trường Sang có đăng tải và viết những cái dòng cảm xúc như sau: cà phê miệt vườn Trường Sang và Tuyết Nhung, anh đi cà phê sao ở đầu hôm tối om mò về, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và ủng hộ Trường Sang ạ. Mọi người có thể vào link bên dưới để chúng ta có thể xem đầy đủ những cái chi tiết về Trường Sang và Tuyết Nhung. Đã Trường Sang đã đăng tải cái video mà có Trường Sang với bé Nhung, thực ra rất là vui và rất là thấy cho quý vị cảm giác rất là hạnh phúc khi mà được xem các bé với Trường Sang biểu diễn, đúng không ạ? Thưa quý vị, thì đó là những thông tin mà về các bé Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Thế còn về vấn đề anh Mạnh Quỳnh, trong ngày hôm qua thì Vượng Hạnh cũng đã đăng tải cho các quý vị biết anh Mạnh Quỳnh cũng đã nói hết những gì mà anh Mạnh Quỳnh cần nói trên cái live stream của mình. Và anh Mạnh Quỳnh cũng rất là mong mỏi tất cả các khán thính giả yêu thương cũng mong muốn quý vị sang năm 2024 chúng ta sẽ hoan hỉ và chúng ta sẽ bỏ qua những cái câu chuyện lùm xùm, bỏ qua tất cả những cái câu chuyện mà thực hư hư thực, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cố gắng ủng hộ cho tất cả, ủng hộ cho Mạnh Quỳnh để trong năm 2024 này sẽ diễn ra nhiều những cái chương trình hay, hấp dẫn, những bài hát đi sâu vào lòng người để cống hiến đến tất cả quý vị khán giả yêu thương trong và ngoài nước. Anh Mạnh Quỳnh cũng rất cảm ơn các quý vị khán giả cũng đã luôn đồng hành, cũng đã luôn theo dõi và đã luôn ủng hộ. Cái thứ nhất là cho anh Mạnh Quỳnh, cái thứ hai là ủng hộ cho Đàn Gà Con để mãi mãi Đàn Gà Con cùng với tất cả mọi người cùng với anh Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng vượt qua được những giai đoạn khó khăn để mà hướng tới một cái tương lai sáng ngời, để cho tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn yêu thương nhau, sẽ luôn có được những cái tình yêu thương mà không bao giờ phai nhạt được, thưa quý vị. Thì như các quý vị cũng đã biết, anh Mạnh Quỳnh ngày hôm qua cũng đã thông báo về tất cả những cái lịch trình, những cái live show trong năm 2024 này. Thì cũng mong các quý vị hoan hỉ sẽ cố gắng, mọi người sẽ ủng hộ cho tất cả mọi người sẽ được luôn luôn có những giây phút tuyệt vời trong cái năm 2024 này nha mọi người. Và hôm nay thì em cũng rất là mong các quý vị khán giả trong và ngoài nước sẽ luôn theo dõi và đồng hành cùng với Đàn Gà Con và anh Mạnh Quỳnh nha. Thì hôm nay bé Tuyết Nhung cũng có đăng tải một số cái thông tin lên trang cá nhân của mình như sau. Thì sau đây em sẽ cùng cập nhật cho các quý vị chúng ta cùng lắng nghe về cái thông tin mà bé đã đăng tải trên cái bảng tin của mình nha. Thì bé Tuyết Nhung cũng có đăng tải như sau, tức là khúc tập nhảy sạp, nhảy ở mặt phẳng, thôi chưa nghĩ ra khúc này nhảy sạp trên bậc thang như thế kia, độ khó gấp 100 lần, nhưng may mắn mình vẫn làm được. Hôm nay Hàm Răng có món mới mang tên Thun Liên Hàm, đó thưa quý vị. Thì bé Tuyết Nhung cũng có đăng tải một vài cái thông tin lên trang cá nhân là như vậy. Thực ra cũng mong các quý vị chúng ta sẽ ủng hộ cho các bé nhiều nha. Đó là cái thông tin mà ngày hôm nay mình muốn cập nhật đến quý vị. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.